Và các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Honorim hồi sinh với một cái bài quốc dân đi cùng với một cái bình xăng con đến từ Nhật Bản. Cái chiếc rim dọn hôm nay chắc chắn không có nhiều người nghĩ rằng nó từng là một cái nạn nhân trước những cái tác động bào mòn nghiêm trọng của thời gian, bởi vì hiện tại nó đang sổ cho mình ngoại hình đặc cực kỳ lộng lẫy. Chưa hết, cái tâm hồn của chiếc rim còn được nâng cấp vượt bậc với những món bài chơi quốc dân đi kèm với những sản phẩm như bình xăng con đình đám một thời đến từ Nhật Bản. Chú ngụ cái dàn tay lái của cái chiếc rim hôm nay, đồng hồ Omar Racing, chính là một cái điểm nhấn quan trọng khiến cho vị trí trở nên hiện đại cuốn hút hơn rất nhiều, vì nó có phần đỉnh mắt hơn cái đồng hồ nguyên bản. Ngoài đồng hồ Omar Racing, nó còn giúp cho cái chiếc rim dọn một cái thể đo đạc là chip A, chip B như đồng hồ của những cái dòng xe hiện đại ngày nay. Cái yếm bẩn đã hoàn toàn được lột trần để khoe hết được trang bị hàng hiệu bên trong. Và những món hàng hiệu đầu tiên chúng ta muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ ngôi sườn MSD. Rắn chắc chắn sẽ tạo ra cái nguồn lửa dồi dào phù hợp với bề độ của con xe. Đồng thời dáng ngoài bắt mắt của nó cũng được nhiều anh em ứng dụng như một cái món đồ chơi trang trí. Bên cạnh cái mô bên sườn MSD, cái chiếc rim hôm nay còn có một cái cây trợ lực Holden đẳng cấp đến từ Thụy Điển, hiện đang đảm nhận cái nhiệm vụ là triệt tiêu hiện tượng chảo đảo cho dàn tay lái. Vì đặt vị trí hoàn toàn lộ thiên, nếu người chơi rim dọn và đang sở những cái phong cách này thì bạn phải cực kỳ cẩn thận khi đổ xe, tránh tình trạng hai món đồ chơi trên bị đạo tặc nó cửa mất. Bộ niên trước sau của chiếc rim hôm nay là cái dòng niên S rim đến từ Nhật Bản, giá trị đâu đó hơn 8 triệu một cặp. Bộ niên này cùng với chất lượng khi được làm bằng vật liệu nhôm là A705 rất là cứng, khả năng chịu lực rất cao, đảm những cái sự bào mòn và sự bền bỉ ổn định trong quá trình vận hành. Hệ thống thắng trước sau đã được chào chuốt một cách rất tỉ mỉ bằng bột càng thắng của Tekoa trước, bột càng thắng inox đặt ở sau. Chúng đều cấu tạo từ vật liệu cao cấp và dây chuyền sản xuất rất hiện đại nên vẻ ngoài trông rất đỉnh mắt và xịn sò hơn với càng thắng xinh của những chiếc rim dọn. Cùng với thương hiệu và cây trợ lực, cái cặp phục Holden bình dầu dàn chân sau không chỉ đem tính hiệu năng nhúng im máy, mà khi được điều chỉnh chúng còn có khả năng hạn chế hiện tượng bị xe lắc bánh sau khi chúng ta thắng gấp. Trên cây phục này thì quá trình điều chỉnh sẽ được thực hiện trên cái núm chỉnh cho dàn chân phục cùng với cái vòng CNC ở bên dưới đỉnh phục. Cái có động cơ của chiếc rim hôm nay đang nằm trong tình trạng cái bài là full 110, chứ danh trong giới chiếc rim hay quay. Nó rất là nổi tiếng với những cái sự bền bỉ, gia tốc thì mạnh ở mỗi giờ một tour. Cái bài này còn bổ sung thêm một cái bình xăng con Yoshimura TM26 đến từ Nhật Bản với công nghệ được kim sáo độc quyền, thực hiện một cách là nhuần nhuyễn trong quá trình truyền tải nhiên liệu đến cái buồng đốt một cách tối đa nhất cho công suất đầu ra tốt nhất. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Quay lột xác đẹp khủng hồn trong một cái dàn cánh đen huyền bí. Thoạt nhìn cái chiếc xe thì không phá cách lắm so với phiên bản, nhưng cái chiếc quay độ hôm nay đến từ một bạn tên là Lương đã sở cho mình chèn đồ chơi rất ấn tượng, giúp em ấy có thêm nhiều năng tốt hơn. Phần đầu được chia làm hai với điểm nhấn là cái cụm Rainbow Asset để kiểm soát hành trình phanh chiếc xe được tốt hơn. Vì kích thước hơi to, người chủ khoét nhẹ cái phần bờ nhiều bóng. Bên cạnh là cụm tóc Dono đen kết hợp với ống ga CC đỏ, khả năng cút cắn hành trình để bay nhanh hơn. Trang bị thêm cho được Matrix kẹp sườn hành trình 110 đi cùng với 16 nút chỉnh nặng nhẹ cho phép người chủ khả năng kiểm soát phần đầu được tốt hơn, có bị sát chỗ độ cao. Sáu bấm này được trang bị là cực kỳ cần thiết trên những cái dòng xe đua chạy chiếc phần cơ lớn. Nhìn xuống dàn chân, ta thấy cái sự quen thuộc ở dầu heo bấm đầu CNC đen đỏ kết nối với con heo của phần đầu hai bên xứng đi kèm bị thắng LS mang kích thước là 260, tạo nên cái sự nhẹ nhàng tinh tế cho con xe. Dàn chân bộ điện nhôm Race Boy phía sau với cặp phục nai vàng rất quen thuộc anh em chơi xe trong chục năm qua. Hai món đồ chơi quốc dân này dễ tìm mua, giá cũng hợp lý nhưng độ bền cũng rất cao, ngoại hình cũng khá đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy chi tiết nhớ like, subscribe.